Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Quang Lê lên tiếng về tin đồn yêu ca sĩ Hạ Thành Xuân, vợ mới của vua cá coi Thắng Ngô, nói rõ lý do không dự đám cưới của đàn em thân thiết. Những ngày qua, thông tin ca sĩ Hạ Thành Xuân lên xe hoa cùng doanh nhân Thắng Ngô phủ khắp các trang mạng xã hội. Ông xã Hạ Thành Xuân không phải là cái tên xa lạ, anh được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam. Hạ Thành Xuân thu hút Thắng Ngô không chỉ bởi giọng hát, vẻ đẹp yêu kiều, sang trọng mà ở sự khác biệt. Bên cạnh lời chúc phúc, hôn nhân của vợ chồng Hạ Thành Xuân Thắng Ngô cũng chịu không ít công kích từ dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông xã hơn 13 tuổi của Hạ Thành Xuân từng qua một lần đò. Trước đó, vua cá coi Thắng Ngô từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Thanh Đào, người vợ đứng sau sự nghiệp của đại gia sinh năm 1975. Cô đã hy sinh cả thanh xuân, đưa hết tiền cho anh lập nghiệp và ủng hộ chồng theo đuổi đam mê. Và cách đây hơn 2 năm, trong một chương trình truyền hình, ông cũng đã ca tụng vợ cũ với những lời có cánh. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn spam hình ảnh quá khứ của ông xã đại gia và vợ cũ vào các bài đăng trên trang cá nhân của Hạ Thanh Xuân. Phản hồi các bình luận tiêu cực, Hạ Thanh Xuân chỉ đăng tải hình ảnh trong lễ cưới kèm theo những dòng chia sẻ xúc động. Nữ ca sĩ cho hay, ngày tôi tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Giờ đây tôi đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong đời cuộc sống. Xin cho phép tôi được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt của mình. Song song đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều về giọng ca hải ngoại. Cụ thể, Hạ Thanh Xuân bị cho là bỏ rơi Quang Lê để lấy chồng, vì trước đó cả hai có nhiều clip thân mật, tình cảm trên mức bạn bè, khiến các fan ngỡ họ là một đôi. Trước những thông tin tiêu cực về người em yêu quý, Quang Lê đã lên tiếng đính chính trên YouTube cá nhân. Theo đó, Quang Lê nhấn mạnh, anh và Hạ Thanh Xuân chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau trên thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau và có những hành động thân mật, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức tình bạn chứ không phải là một cặp như mọi người vẫn lầm tưởng. Trong các clip vlog, chúng tôi có nhiều hành động, lời nói thân mật, tình cảm nhưng chỉ là quay vlog thôi. Ở ngoài không có gì hết, Quang Lê cho biết. Nam ca sĩ mong khán giả nghĩ đúng, đừng hiểu lầm Hạ Thanh Xuân mà có những lời nói tiêu cực, khiếm nhã gây ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của cô. Quang Lê rất mừng khi Hạ Thanh Xuân tìm được hạnh phúc đích thực. Anh cũng chia sẻ cảm xúc về người em đồng nghiệp thân thiết của mình. Tất nhiên, Hạ Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông nên đứng bên Hạ Thanh Xuân, nói không có cảm xúc là không đúng. Khác chung với một nữ ca sĩ xinh đẹp như Hạ Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hạ Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Giọng ca đập vỡ cây đàn muốn một lần nói hết để giải đáp thắc mắc của khán giả. Tôi cũng mong khán giả vẫn yêu thương tôi và Hạ Thanh Xuân, đừng vì chuyện Hạ Thanh Xuân đi lấy chồng mà ghét bỏ chúng tôi. Nếu chỉ vì những clip vlog mà chúng tôi bị nói như vậy thì tôi cảm thấy có lỗi với Hạ Thanh Xuân lắm, Quang Lê bày tỏ. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết vì kẹt lịch diễn nên không thể về Việt Nam tham dự đám cưới của Hạ Thanh Xuân. Quang Lê chắc chắn sẽ có mặt nếu người đẹp Sài Thành tổ chức đám cưới tại Mỹ. Anh cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến Hạ Thanh Xuân và Thắng Ngô. Dù Hạ Thanh Xuân đã có chồng nhưng trên sân khấu vẫn là người tình sân khấu của tôi, giống như Lệ Quyên vậy. Chúng tôi là nghệ sĩ nên sống với nhau trên sân khấu là chủ yếu, Quang Lê tâm sự. Về phía Hạ Thanh Xuân, cô cũng lần lên tiếng giải thích khi liên tục vướng tin đồn tình cảm của Quang Lê. Dòng ca hải ngoại bức xúc trước việc các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những thông tin thiêu dệt sai lệch về đời tư của mình. Đồng thời cô khẳng định mối quan hệ chính thức Quang Lê chỉ ở mức đồng nghiệp, chưa từng có chuyện tìm hiểu hay liên quan đến tình cảm với nhau. Hạ Thanh Xuân sinh năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc bolero, xuất thân từ nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, khoa thanh nhạc và piano. Hạ Thanh Xuân từng đoạt giải tư trong cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Nữ ca sĩ sẽ anh bưng đầu tay vào 57 tuổi mang tên Ký ức dòng sông nhưng không gây được tiếng vang. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cô ra album Không giờ rồi nhận được phản ứng khá tốt từ khán giả yêu thích dòng nhạc bolero. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.